Tác giả luận án hôm nay, nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, nhưng mà thật ra tôi muốn gọi một từ là Thượng tọa Thích Chân Quang. Tôi rất là ngưỡng mộ thầy Thích Chân Quang vì chúng tôi đã có biết nhau từ lâu rồi. Đây cũng là một cái cơ duyên. Và trong nghiên cứu khoa học đấy thì cái trực giác gắn với sự phát triển duy lý là rất là quan trọng. Nhất là nghiên cứu về vấn đề nhân văn. Thì tôi đọc rất nhiều công trình tác phẩm của Thượng tọa Thích Chân Quang với tư cách là một học giả chứ không chỉ là một vị tu hành đâu. Và hôm nay bảo vệ luận án tiến sĩ này đấy cũng đem lại cho chúng ta nhiều cái điều nhận thức rất là mới mẻ về tác giả. Đấy. Tôi cho là cái luận án này đấy có thể coi như một sự đột phá. Tất cả các đánh giá khoa học thì đây là thẩm quyền và trách nhiệm của hội đồng. Tôi chỉ phát biểu với tư cách là một vị khách mời, mà rất là cảm ơn hội đồng và thầy Thích Chân Quang đã mời tôi hiện diện ngày hôm nay. Trước hết đấy, tôi muốn nói một điều này, tác giả luận án hôm nay cực kỳ hạnh phúc. Tại sao như vậy? Ngày tác giả sinh ra ở đời này, bây giờ lại là ngày sinh nhật khoa học nữa. Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hành TV nha. Tiếp tục thì ngày hôm nay mình cũng xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn những cái thông tin tiếp theo liên quan tới những cái vụ việc mà của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trong cái thời điểm này. Thưa quý vị, thì như mọi người cũng đã biết là mình cũng đã đăng tải một số những cái ý kiến, những cái câu chuyện của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, và cũng đã được nhận về được rất là nhiều những cái ý kiến từ quý vị khán giả trong và ngoài nước. Thì cái điều mình muốn nói ở đây là trong cái thời gian trước đây, những cái câu chuyện mà giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã khen ngợi thầy Thượng tọa Thích Chân Quang rất là nhiều, và cũng có rất là nhiều điều để tán thán. Thì mình cũng chỉ biết rằng là giáo sư cũng đã dùng những cái lời lẽ mà theo ý kiến của mình thì nó cũng không được hợp lý cho lắm. Bởi vì là đem thầy Thích Chân Quang đi so sánh với Bác Hồ thì cái điều đó không thể được, quý vị. Cái điều đó là khiến cho toàn thể bà con nhân dân, mọi người sẽ cực kỳ là bức xúc. Thế thì ngày hôm qua mình cũng đăng tải cho mọi người biết, cho mọi người xem, nghe những cái lời của, tức là gần như là bao biện của giáo sư Hoàng Chí Bảo. Thì thật sự ra là đến cái thời điểm này thì là cái thời điểm nóng nhất mà dân mạng người ta đang tập trung nhiều, cũng nhiều về giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Thế thì nếu như là một người tinh tường, là một người khôn khéo để mà che đậy, giảm đi cái sự nóng đó, giảm đi cái nhiệt của cộng đồng mạng khi mà người ta đang bức xúc đối với giáo sư, thì giáo sư cần phải có những cái lời lẽ thật sự là chỉ một vài câu thôi, rất đơn giản, nói nhẹ nhàng, xin lỗi tất cả mọi người một câu nhẹ nhàng, thì đương nhiên là dân tình người ta sẽ không chấp nữa, và người ta sẽ lại bình thường trở lại. Đúng, mọi người, thực ra ngay cả bản thân mình thế thôi, chứ người ta đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Nếu như mà giáo sư có những cái lời lẽ mà ví dụ như là để giảm thiểu cái sự phẫn nộ của nhân dân ấy, thì giáo sư nên là chỉnh chu hơn trong lời nói, và cũng có thể là mong mọi người thông cảm, làm một clip nhẹ nhàng thôi, thì đương nhiên là dân tình người ta cũng sẽ thông cảm cho giáo sư, đúng không quý vị? Thì ngày hôm qua mình đăng tải thì vẫn có những cái lời bao biện, vẫn có những cái lời mà giáo sư gần như kiểu là giáo sư không nhận, mọi người ạ. Bởi vì mình nghe đi nghe lại những cái clip của giáo sư khi mà phát biểu ở một cái hội nghị gì đó có cả thầy Thích Chân Quang, và đã theo clip thì là giáo sư nói rất là trôi chảy, và nói rằng là giáo sư nói rằng là Bác Hồ, tức là Thích Chân Quang cũng có rất là nhiều điểm giống với lại Bác Hồ Chủ tịch của chúng ta. Câu đó là câu thứ nhất, và câu thứ hai đó là cái câu thầy Thượng tọa Thích Chân Quang của chúng ta. Đấy, những cái câu đó thì khiến cho cộng đồng mạng rất là bức xúc, thưa quý vị. Bởi vì là chúng ta thì chỉ có Bác Hồ mới của chúng ta thôi, chỉ có Bác Hồ mới của toàn nhân dân, toàn đất nước Việt Nam này, thậm chí cả nước ngoài. Thế thì còn thầy Thích Chân Quang thì là bên
tôn giáo thì là nó chỉ là một khoảnh nào đó thôi. Chỉ có một số người gọi là nghe cái ông ấy giảng thì là gọi là u mê thì gọi là của chúng ta thôi. Còn đối với bản thân mình thì thầy Thích Trân Quang thì cũng chỉ là một người hành đạo bình thường. Chứ mình thật sự ra mà nói là mình cũng không có cái gì xúc phạm sư cả. Nhưng mà theo những cái lời nhận định của nhân dân thì sư giảng như vậy thì người ta không đồng tình. Thì đối với mình thì mình cảm thấy là mình cho rằng cái việc đó là việc của thầy Quang. Cái việc đó mình cũng không quan tâm cho lắm, bởi vì mình không theo đạo mọi người. Mình là bên gọi là theo người ta thường nói là bên lương. Nhưng mà đúng ra của nó là đạo giáo chứ mọi người. Mình chả theo một cái tôn giáo nào cả, cho nên mình cũng không quan trọng cái điều đó. Mình cũng chẳng đi chùa, cho nên thầy Quang nói gì thì cái việc đó là việc của thầy. Thế còn thầy là một người tu đạo, thầy là một người đi tu thì thầy làm đúng với lương tâm, đúng với lương tâm với con người của sư thì sư sẽ được hưởng. Thế còn mà sư làm mà không tốt thì đương nhiên bị người dân người ta phản ảnh và người dân người ta quay lưng là cái chuyện rất là bình thường, ai cũng thế. Sư thì cũng giống các ca sĩ nổi tiếng thôi quý vị. Nếu như mà ca sĩ nổi tiếng mà hát hay mà lại gần với lại khán giả thì là người ta quý, người ta yêu. Thế còn mà theo cái kiểu là ca sĩ mà lại cái kiểu chảnh ấy thì là người ta sẽ rất là ghét và sẽ mất đi một cái số lượng khán giả không hề nhỏ. Như thầy Thượng Tọa Thích Trân Quang cũng vậy. Nếu mà nghe giảng, thầy giảng rất là hay mọi người ạ. Giọng của thầy rất là truyền cảm. Thế cho nên là trong thời gian vừa qua thì chỉ vì những cái tội mà dân mạng người ta hay nói đó thì mọi người biết rồi đúng không ạ? Mình cũng không nhắc lại nữa. Cho nên là dân người ta bức xúc, người ta quay lưng, đó là điều hiển nhiên. Nhưng rất là may sao được có thầy Minh Tuệ xuất hiện kịp thời. Thì nếu như mà thầy Trân Quang mà không nói ra những cái lời xúc phạm thầy Minh Tuệ như vậy thì đâu có đến nỗi câu chuyện nó như ngày hôm nay. Đó thì nó cũng là cái mồm của thầy nói rất là nhiều. Cái mồm của thầy Quang nói rất là nhiều là cái nghiệp và cái nhân quả. Thì cái mồm của thầy thế lại để không may lại gây ra họa cho thầy. Đây là một cái điều chắc chắn mà nó cái nghiệp tới ngay, quả báo tới ngay, tức là nhân quả đó quý vị. Cho nên người ta tu hay người ta làm gì thì cái việc đó nó kệ người ta, quý vị có công nhận với em không ạ? Cho nên chúng ta cũng không nên là phỉ báng, chúng ta không nên là không nên nói xấu cùng những người cùng đồng tu với mình. Cho nên bây giờ là phải nhận cái kết cục thật sự là nó cũng rất là bi thảm thưa quý vị. Thế thì tiếp theo quay lại câu chuyện của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo thì như quý vị cũng biết là những cái clip mà giáo sư đứng ở trên sân khấu, tức là trong một cái hội trường gì, hội nghị gì đó, giáo sư nói nó rất là trơn tru, trôi chảy. Thì đến bây giờ thì giáo sư không phủ nhận. Nói thật với quý vị, bây giờ thông tin đại chúng nó quá nhiều. Cái thông tin đại chúng quá nhiều mà ở đâu người ta cũng quay được, người ta cũng ghi âm được. Cho nên chúng ta nói gì trước khi thấy người dân người ta xì xào thì chúng ta im đi để chúng ta nghe ngóng. Và cái thân phận của giáo sư, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, cái thân phận nó không giống như chúng ta. Ông ấy là một người nổi tiếng, ông ấy là một người có ăn, có học, là một người chuyên kể chuyện về Bác Hồ của chúng ta. Thế thì nếu cái thời gian vừa qua mà ông ấy biết rằng dân mạng người ta đang đăng tải thì ông chỉ cần lên một clip nhẹ, thật sự là ông sẽ nói rằng, ví dụ như ông nói là trong cái thời điểm trước đây thì tôi cũng làm cái nọ cái kia thì cũng được, chùa là hay là gì đó mời tới để tham dự cái buổi họp đó và cũng mời tôi phát biểu. Thế thì mời tôi phát biểu thì tôi trước hết ở trong cái hội nghị của người ta tổ chức lên thì ví dụ thế thì phải tôn trọng người ta. Tôi cũng có một vài câu thì tôi nói nó hơi quá, thì là mong mọi người trên cộng đồng mạng bỏ qua và thông cảm cho tôi. Cái điều đó nó quá nhẹ nhàng, đến nếu mà nói được như vậy thì đến bây giờ thì giáo sư chả việc gì, chẳng ai nói gì giáo sư mà vẫn tiếp tục hành nghề, đúng không quý vị? Nhưng mà đây này, nhà báo đến phỏng vấn giáo sư đàng hoàng, nói đàng hoàng mà hỏi thì giáo sư lại không nhận cái lời mình nói, cho rằng đó là những cái lời cắt ghép. Thật sự là nếu mà bảo là cắt ghép thì nói thật sự là không thể cắt ghép được quý vị nhá. Mình cũng đã nói rất nhiều trong cái câu chuyện này rồi. Cắt ghép mình cũng cắt ghép được, nó cũng rất đơn giản thôi.
nhưng cắt ghép nó không bao giờ mượt như là cái clip gốc được nhé mọi người. Cắt ghép thì nó sẽ bị đến câu đó nó sẽ bị giật và nó sẽ không đầy đủ, nó không đầy đủ cái gọi là nó không tròn vành rõ chữ đấy. Đây là một câu mình muốn nói, mình muốn gửi đến quý vị là những câu chuyện mà nó là sự thật chứ không phải là câu chuyện nó hoang đường đâu. Cho nên đến hôm nay thì nói chung quy là giáo sư không phủ nhận đấy, giáo sư không chấp nhận thì đương nhiên giáo sư không nhận cái lời mình nói như vậy thì giáo sư phải chấp nhận cái tội của mình thôi, phải chấp nhận cái dư luận người ta bàn tán thôi. Chứ còn đối với bản thân mình thì đây là mình chỉ nói chuyện là như vậy chứ mình cũng chẳng, cái chuyện đó nó cũng chẳng ảnh hưởng đến mình mọi người ạ. Chẳng qua là từ ngày xuất hiện thầy Minh Tuệ thì mình thấy là ma tăng các kiểu lòi ra rất nhiều, và những cái người mà nó đi tu nhưng nó không tốt, nó ghen tị với thầy Minh Tuệ thì nó tự nói ra, và nói ra thì đương nhiên là những người mà yêu mến thầy Minh Tuệ thì người ta sẽ bới lông tìm vết, người ta sẽ tìm ra tội hết. Cho nên là thôi thì người ta tu như nào thì kệ người ta, đúng không hả mọi người? Thầy Minh Tuệ thấy đi tu thì kệ thầy, thầy tu của thầy, tôi tu của tôi chẳng hạn đấy, chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Thế tự nhiên lại đi nói xấu thầy Minh Tuệ thì đương nhiên phải gặp cái hậu quả nó rất là nặng nề cho đến ngày hôm nay đấy. Như giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo là chỉ cần nói như vậy thôi người ta đã bức xúc rồi. Cho nên cộng đồng mạng bây giờ là rất rất lớn mạnh, chúng ta không thể đùa được. Những ai mà nổi tiếng thì trước khi nói gì về thầy Minh Tuệ thì hãy nên suy nghĩ về những lời nói của mình. Nếu mà nổi tiếng ấy, là một người nổi tiếng có cộng đồng theo dõi thì không nên phỉ báng thầy Minh Tuệ và không nên động đến một cái gì liên quan tới thầy. Chỉ cần động đến một cái thôi là hỏng ăn hết. Đơn giản như là cái chuyện mà mọi người có biết cái thời gian vừa qua O Huyền Sầu Riêng mời Quang Linh về, mọi người ạ, về để quảng cáo bán sầu riêng đấy. Theo mình thì không phải là O Huyền nói thật đâu, đấy là những cái câu trêu đùa, mình cả cam đoan là khả năng là những câu trêu đùa. Thế nhưng mà thôi thì vô tình trêu nó hơi bị lố. Thế những người nổi tiếng như Quang Linh thì người ta có fan chứ, nhưng người ta có fan thì đương nhiên người ta vào ta nghe, người ta thấy chối quá thì người ta mới bóc mẽ ra, thế là bị bom hết hàng, nó có khổ không mọi người. Cho nên động đến người nổi tiếng nó không hề đơn giản, động đến người nổi tiếng phải xem xét. Và đặc biệt là những người nào cũng nổi tiếng thì đừng động đến thầy Minh Tuệ đấy. Động đến thầy Minh Tuệ là ăn củ hành ngay mọi người, bởi vì là rất nhiều người ta yêu thương thầy, người ta muốn theo cái đạo hạnh của thầy, và người ta cũng rất là quý. Vì nếu ai mà động đến thầy là tư liệu cái thần hồn đó mọi người, người ta bóc mẽ là hết ngay. Cho nên đến ngày hôm nay thì như giáo sư Hoàng Chí Bảo thì thật sự là mình chả trách móc gì ông ấy đâu, nhưng mà đây là ý kiến riêng của mình thôi. Là vừa rồi nghe cái chuyện lùm xùm như vậy thì giáo sư có thể nghĩ thấu đáo một chút lên một clip, thì tôi cũng chẳng nghĩ đâu là chuyện nó như vậy. Thôi thì đến chỗ người ta thì tôi cũng có vài lời động viên và khen ngợi người ta. Thế nhưng mà thôi, tôi chót như vậy rồi, tôi cũng mong cộng đồng mà bỏ qua thì người ta bỏ qua ngay. Nhưng bây giờ lại không nhận cái khổ, nói nhưng không dám nhận. Thế lại bảo dân tình người ta, bảo mạng người ta cắt ghép. Người ta hơi đâu mà cắt ghép, dở hơi. Và mọi người, ai có thời gian thì cắt ghép vài cái lời của ông giáo sư làm cái gì. Được cái gì của giáo sư đâu mà cắt ghép. Mà cũng có ai thuê cắt ghép đâu mà cắt ghép làm cái gì cái chuyện đó. Mấy cái câu chuyện của giáo sư nói về ông Trần Quang, chẳng qua người ta tự nhiên người ta nghe được thì người ta đăng lên thôi. Đấy, người ta nghe được người ta đăng lên. Mình là một người có tài, mình là một người nổi tiếng như vậy thì mình nên xem xét câu chuyện, mình nên xem xét những cái gì đang thiệt thân thì chúng ta chỉnh chu lại và làm một clip nhỏ là mong mọi người thông cảm, thế là hết chuyện. Dân tình người ta như vậy thôi, dân mạng người ta như vậy thôi, nhưng người ta sống rất là có tâm. Bây giờ chỉ cần một câu nhẹ nhàng là mong mọi người thông cảm thì người ta bỏ qua ngay, đúng quý vị. Thế làm sao mà phải người ta phải khổ thế. Cho nên là ngày hôm nay mình cũng rất là mong quý vị hãy tiếp tục ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh TV nha mọi người, để tiếp tục mình sẽ cập nhật những câu chuyện mới nhất
liên quan tới thầy Minh Tuệ cũng như là liên quan tới những cái gì mà gọi là liên quan tới thầy Minh Tuệ nha mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha.